Thưa quý vị và các bạn thân mến, Tư Sang Nham Hiểm là tên của một trang web do đối thủ của Trường Tấn Sang dựng lên. Nhưng nếu là cuộc chiến thì người khách quan có thể gọi một cách khác thay thế, như chẳng hạn là bất độc bất anh hùng. Tư Sang giờ chính trường cùng lúc với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi Sang huy động hết tay chân làm truyền thông vào cuộc, dùng đến những giáo sư trường đảng và cựu ủy viên trung ương để tăng sức tấn công lên Nguyễn Tấn Dũng. Vì sao giữa hai ủy viên Bộ Chính trị gốc miền Nam cùng được Võ Văn Kiệt nâng đỡ này lại thù hận nhau như vậy? Vì quan điểm đường lối chính sách chăng? Không hề, tất cả chỉ là một người đàn bà, đó là đại gia ngàn tỷ Đặng Thị Hoàng Yến. Yến là bồ của Tư Sang, lúc Tư Sang đang thịnh, Sang cho Yến về Long An quê mình để ứng cử đại biểu Quốc hội. Yến là kẻ tham lam, háo danh, thích quyền lực và đã làm nhiều điều quá trớn, bị Nguyễn Tấn Dũng trừng trị. Đặng Thị Hoàng Yến không phải bị nhiều bi kịch giống như nhiều đại gia khác, bây giờ phải tán gia bại sản, thân bại danh liệt, ngồi tù hàng chục năm trời. Yến chỉ bị phải rời khỏi Việt Nam sang Hoa Kỳ sinh sống, không được tung hoành ngạo nghễ trên chính trường, thị trường Việt Nam oai hùng như ngày xưa. Trước kia, Yến và Tư Sang hẹn hò thông qua sự sắp đặt của Nguyễn Công Khế. Khế có vô số cơ sở bất động sản để đôi tình nhân thượng lưu quý tộc này hẹn hò với nhau. Đòn trừng phạt tuy nương tay của Nguyễn Tấn Dũng với Yến, nhưng nó lại là mối hận ngàn đời của Trường Tấn Sang. Các cụ có câu hôn nhân điền thổ vạn cố chi thù. Tuy Yến không phải danh chính ngôn thuận là vợ của Tư Sang, nhưng thiên hạ ai cũng biết Yến là người vợ lẽ mà Sang yêu thương hết mực. Sang đã nhường tất cả những gì cho thiên hạ, chỉ muốn giữ được người đẹp và mộng cũng không thành. Bởi thế, hận thù đã nung nấu trong ông cựu Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam với ông cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Cả sự nghiệp làm Chủ tịch nước của Tư Sang đến tận bây giờ chỉ nằm trong hai chữ báo thù. Sang dùng đám truyền thông là bọn trí thức mấy mùa mưa, bọn trước kia là sinh viên biểu tình chống Việt Nam Cộng Hòa. Bọn này làm chủ lực để tấn công Nguyễn Tấn Dũng, đánh từ con gái đến con trai của Nguyễn Tấn Dũng rồi đến tận bản thân của Nguyễn Tấn Dũng và các quan chức trước kia làm việc dưới quyền của Nguyễn Tấn Dũng. Thủ đoạn của Sang biến đổi khôn lường, ví dụ như đánh Đinh La Thăng, Sang lên tiếng chỉ trích Đinh La Thăng đi lệch đường hướng xã hội chủ nghĩa, có thái độ thân Mỹ, coi thường xương máu của chiến sĩ Việt Nam đã bỏ ra để giải phóng miền Nam bằng bài viết trên báo Nhân Dân. Từ đó để mở đường đưa ra những vụ việc Thăng làm khi còn ở PVN. Nhưng đến vụ Hoàng Trung Hải thì Tư Sang lại mở đường bằng luận điệu Hoàng Trung Hải là người của tàu khựa cài cắm vào. Tiếp đến mới đưa ra những vụ do Hoàng Trung Hải đã ký nâng mức giá đầu tư cho công ty gang thép Thái Nguyên trái quy định. Không như những nguyên thủ về hưu, Tư Sang đi lại liên tục khắp nơi để tố cáo, để móc nối. Thấy đất Hà Tĩnh có triển vọng, Tư Sang về Hà Tĩnh nhận cội nguồn, xây dựng lực lượng nòng cốt ở đây thành những nhân tố trong Trung ương Đảng. Có làm thì có hưởng, sự lăn lộn của Tư Sang đã có thành quả. Kết cục Đại hội 12 có đến 16 ủy viên Trung ương Đảng là người Hà Tĩnh. Khóa tới sẽ còn tăng thêm và thêm cả người trong Bộ Chính trị, ảnh hưởng của Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 13. Nếu Trọng về, chắc chắn Trọng không có chút quyền lực nào được như Tư Sang. Một thái thượng hoàng thực thụ mà tầm cỡ như Lê Đức Anh, Đỗ Mười cũng không thể sánh được, đang dần dần lộ rõ. Sau Hoàng Trung Hải, việc của Tư Sang cần làm là giải quyết nốt những kẻ như Tô Lâm, Nguyễn Văn Bình và cả Võ Văn Thưởng. Thưởng là kẻ trung dung, có thái độ nhiều lần không hợp tác với Tư Sang để diệt các đối thủ của Tư Sang. Những tài liệu về ABG có dấu hiệu mật của Tô Lâm ký những dấu ấn của Nguyễn Văn Bình trong các hồ sơ về Trầm B, Phạm Công Danh đều được Tư Sang tung ra dư luận nhằm dọn đường trước khi sự việc chín muồi. Sang sẽ để đồng hương Trần Cẩm Tú đưa ra Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tất sẽ chọn cái gật đầu. Ông Trọng xử lý kỷ luật các đối tượng này, ông Trọng sẽ được tiếng.
Dân chúng hoan hô, bởi dân chúng thì bất kể một quan chức nào bị đưa ra xử, họ đều mừng, phe nào họ cũng mừng. Ông Trọng được tiếng, Tư Sang được miếng, cả hai cùng có lợi. Liên tục bền bỉ để thực hiện âm mưu từng ấy năm, bỏ ra từng ấy công sức và tiền bạc, Trương Tư Sang đạt được ảnh hưởng, quyền lực để dần trở thành một thái thượng hoàng. Điều ấy hoàn toàn không có gì ngạc nhiên, cuộc đời là những trận chiến đấu liên tục. Những kẻ nào bền ý chí, sâu mưu, rút cục sẽ chiến thắng, và những kẻ chiến thắng sẽ là những kẻ viết lên sử sách, là những kẻ có chính nghĩa. Cuộc chiến như vậy không có cái kết tốt lành cho những kẻ muốn bình an, muốn làm người tử tế, muốn điền viên mặc kệ kẻ thù của mình tung hành. Vụ kiện hướng đến Đại hội 13. Dù Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch công ty năng lượng Tân Tạo TEC và từng là người đẹp một thời của giới nghị gật, Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấy tên là Manja Dambelas sau khi cày cục để được nhập quốc tịch xứ tư bản giấy chết Hoa Kỳ. Nhưng việc bà Yến thình lình phát đơn kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 9 năm 2019 với lý do vì ông Dũng đã ra lệnh xóa dự án vi phạm trực tiếp thỏa thuận đầu tư giữa TEC và chính phủ Việt Nam, khiến TEC thiệt hại lợi nhuận hơn 2,5 tỷ đô la, vẫn được một số nhà quan sát xem xét là một động thái chính trị nội bộ và mang đặc thù riêng của giới đồng chí, nhưng còn lâu mới đồng lòng trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ kiện trên do hãng truyền thông PR NewsWire đưa tin theo nguồn tin từ văn phòng luật sư Law Office of Charles S. Tam PC. Vụ kiện trên lại xảy ra hầu như đồng thời với một loạt bài viết được tung trên mạng xã hội với tựa đề "Màn kịch bẩn thỉu của Jonathan Hạnh Nguyễn, quan chức ACV và Út Trọng để chiếm đoạt sân bay quốc tế Cam Ranh, con đường rửa tiền của cựu chủ tịch Trương Tấn Sang và gia tộc nhằm đánh Trương Tấn Sang". Cựu chủ tịch nước, nhân vật này duy nhất còn giữ tư thế quyền lực của kẻ không còn quyền lực trong chính trường Cộng sản Việt Nam. Tác giả ẩn danh của loạt bài viết này được một số dư luận cho là của phe anh ba X, Nguyễn Tấn Dũng. Ngay trước khi có loạt bài viết trên và vụ kiện của Đặng Thị Hoàng Yến đối với Nguyễn Tấn Dũng đã xuất hiện loạt bài viết hướng đến Đại hội 13 của cục tác giả Hoàng Việt, rất có thể chỉ là một bức danh trên mạng xã hội với rất nhiều chi tiết ruột rà trong nội bộ đảng lẫn ngành công an. Những bài viết này chĩa mũi dùi vào một số quan chức Bộ Chính trị còn muốn đi tiếp và vươn lên một tầm cao mới như Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và những quan chức cấp trung ủy như Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Loạt bài viết trên thậm chí còn nêu rất cụ thể về một cuộc họp kín tại nhà riêng giữa một số quan chức cao cấp để chuẩn bị nhân sự và tài chính cho chiến dịch lobby tại Đại hội 13. Về một âm mưu hất đổ Nguyễn Phú Trọng về việc đại gia ngân hàng và Hà Văn Thắm đã chi cho những quan chức nào và bao nhiêu tiền. Dù có rất nhiều chi tiết không thể kiểm chứng được, nhưng loạt bài viết trên khiến người ta nhớ lại hình ảnh của cha mạng chần dùng quyền lực. Với rất nhiều những thông tin nội bộ mà đã khiến chính trường sôi sục như dư luận Việt Nam sôi động vào khoảng thời gian cuối năm 2014, đầu năm 2015. Hầu như không còn nghi ngờ gì nữa, loạt bài viết hướng đến Đại hội 13 của tác giả Hoàng Việt là tín hiệu báo trước cuộc chiến khó yên bề thỏa hiệp giữa các phe phái chính trị ngay từ lúc này cho đến khi Đại hội 13 diễn ra dự kiến vào đầu năm 2021. Có thể dễ dàng nhận ra rằng tác giả của loạt bài viết hướng đến Đại hội 13, trong khi vạch trần và tố cáo khá nhiều quan chức trong Bộ Chính trị, thì lại không có một từ chỉ trích hay tố cáo một số quan chức khác trong Bộ Chính trị như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình. Cũng bởi thế, một số dư luận cho rằng tác giả Hoàng Việt không khách quan và thiên vị. Toàn cảnh gấu ó trên lại xảy ra trước một sự kiện rất quan trọng. Hội nghị Trung ương 11 sẽ diễn ra vào cuối năm 2019 với nhiệm vụ chốt danh sách sơ bộ gương mặt ủy viên Bộ Chính trị cho khóa 13.
Nếu hội nghị Trung ương 10 chỉ là cuộc đấu đá giữa các cá bé thì hội nghị Trung ương 11 mới thật sự là cuộc săn đớp mòi ruột của những cá mập với nhau. Một chiến dịch chạy đua vào Bộ Chính trị tương lai đã được khởi động từ năm 2017 và kéo dài cho đến nay. Không chỉ Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức Tổng Bí thư, với điều kiện Nguyễn Phú Trọng chịu về vườn và còn có một lô quan chức khác như Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Minh Chính, Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Bình, Tô Lâm và Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thiện Nhân, mà ai cũng và bất cứ ai trong số đó cũng đều sẵn sàng chám ngay vào vị trí của kẻ bại trận bị văng ra khỏi cuộc chiến nảy lửa này. Nhưng một hiện tượng bất thường đã xảy ra là trong chiến dịch đua tranh trên là sự xuất hiện của một gương mặt cũ, rất cũ, đó là cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Vai diễn nào của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang? Thông thường các ủy viên Bộ Chính trị đã và kể cả những quan chức tứ trụ khi đã về hưu đều rời hẳn chính trường mà rất ít khi xuất hiện với vai trò tham chính. Nhưng sau Đại hội 12, Trương Tấn Sang dù đã nghỉ các chức vụ nhưng vẫn hiện ra như một ngoại lệ. Trong thời gian gần đây, ông ta xuất hiện trở lại trên mặt báo khá dày đặc, đi thăm nhà máy điện gió Bạc Liêu, đi kiểm tra 9 cây cầu bê tông nông thôn đang thi công ở các xã ở Long An, khánh thành 12 cây cầu nông thôn ở Long An. Rất đặc biệt, một chuyến đi của Trương Tấn Sang đến An Giang vào tháng 4 năm 2019, chỉ ít ngày sau khi Nguyễn Phú Trọng bất thần bị cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang, nhà bà Dũng, đã được báo An Giang rút tít như sau: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỗ trợ Tân Châu 15 tỷ đồng cất mới 10 cây cầu nông thôn. Có trời mới biết làm cách nào mà cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lại có được đến 15 tỷ đồng và vì sao ông ta lại dùng số tiền khổng lồ ấy cho việc công quả. Đáng chú ý không kém, những chuyến đi ấy của Trương Tấn Sang đều được không ít lãnh đạo địa phương đón tiếp và tháp tùng chú đáo, như một thông điệp về việc Trương Tấn Sang không chỉ là cựu thần, không chỉ là cố vấn đặc cách phía Nam của Nguyễn Phú Trọng, mà cách nào đó vẫn giữ được một uy quyền vô hình trong hệ thống đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cùng với sự tái xuất của Trương Tấn Sang, có nhiều đồn đoán về việc ông đang bảo kê cho một lớp chính khách để lao vào trận mạc Đại hội 13. Đại hội 13 lại khiến cho người ta buộc phải nhung nhớ đến trận chiến giữa hai phe Trọng Sang và phe Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm 2012. Khi đó, Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đã tưởng đâu có thể kỷ luật được đồng chí X, nhưng không ngờ đến phút cuối cùng lại nảy ra sự việc đến 3/4 Ban chấp hành Trung ương không đồng ý kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng. Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Nguyễn Phú Trọng đã phải rơi lệ. Người ta xem đó là cử chỉ tấm tức của một đứa trẻ của ông ta. Một trạng thái bất lực chẳng thể làm được gì với kẻ ngỗ ngược xem trời bằng vung và bị dân chửi là thủ tướng phá chưa từng có kia. Năm 2012 cũng là năm hiện ra trang mạng Khoan Làm Báo chỉ trích và tố cáo phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng kịch liệt. Đạo diễn của trang mạng này được một số dư luận cho là Đặng Thị Hoàng Yến, người tình của Từ Sang, dù chưa có xác nhận nào mang tính kiểm chứng về dư luận này. Phải chăng vụ kiện của bà Yến đối với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 9 năm 2019 cho thấy phe Trương Tấn Sang rất có thể đã nhận thấy dấu hiệu manh động mà có thể dẫn tới hành vi cướp ấn của phe Nguyễn Tấn Dũng nên ra đòn đánh phủ đầu. Nhưng vụ kiện trên cũng cho thấy Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa hẳn mấp mé lò của Nguyễn Phú Trọng mà đang tìm cách phản công. Hàng loạt đơn thư, bài viết tố cáo lẫn nhau trên mạng xã hội và cả một vụ kiện lớn xảy ra ngoài đời giữa những người đã từng là đồng chí với nhau và ngay vào lúc này vẫn xưng hô đồng chí với nhau đang phát đi tín hiệu về một cuộc chiến dữ dội, sắc máu, sống mái và tởm lợn giữa các phe phái trong những tháng còn lại của năm 2019. Và tất nhiên, leo sang cả năm 2020, khoảng thời gian cuối cùng để toàn đảng, toàn quân và toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn.
Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.